Python là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và máy học Machine Learning. Các nhà phát triển sử dụng Python vì nó hiệu quả, dễ học và có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Ngôn ngữ Python được tải xuống miễn phí, tích hợp tốt với tất cả các loại hệ thống và tăng tốc độ phát triển. Một số những đặc điểm phổ biến của Python là một ngôn ngữ thông dịch linh hoạt và dễ sử dụng. Sử dụng thuộc đầu dòng thay vì dấu ngoặc ôm và không yêu cầu khai báo loại biến. Điều này giúp lập trình viên nhanh chóng xác định và sửa lỗi trong mã chương trình. Python cũng là một ngôn ngữ cấp cao, gần gũi với ngôn ngữ con người và không đòi hỏi kiến thức sâu về kiến trúc hoặc quản lý bộ nhớ. Hơn nữa, Python hỗ trợ nhiều phong cách lập trình, bao gồm lập trình hướng đối tượng, hàm và cấu trúc. Điều làm cho Python phổ biến hơn các ngôn ngữ khác là tập hợp hơn 137.000 thư viện Python có sẵn cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm phát triển web, khoa học dữ liệu và học máy Machine Learning. Chúng ta có thể kể tên một số thư viện phổ biến như Pandas cho Data Transformation và Cleaning, Matplotlib, Seaborn cho Data Visualization, PyTorch, Keras cho Deep Learning và BeautyTube dành cho Web Scraping.